Colibali, quốc tịch Senegal, mức lương 21, chiều cao 1m87, cân nặng 89g, thể hình trung bình cho thuận trái 3 và phải 5. Hai sao kỹ thuật, chỉ số vận gốc, đánh đầu mạnh. Điểm qua vị trí CB thì Colibali mạnh ở khả năng sọc bóng, kèm người, lấy bóng, đánh đầu và quyết đoán. Đặc biệt là sức mạnh của trung vệ này là rất tốt, 103, tốc độ tuyệt vời, khả năng tăng tốc tốt, có khả năng truyền ngắn, tầm nhìn, khả năng truyền dài, dê bóng, giữ bóng, khéo léo và thăng bằng tốt, phản ứng 94, khả năng lấy bóng cao, thể lực 87, có sự quyết đoán, khả năng nhảy 95, sức bình tĩnh là 96. Đây là một mùa giải rất tuyệt vời của Koulibaly, mùa giải tốt nhất của anh, đó là 20 toạt tỷ bổ sung. Thì để Koulibaly ở vị trí CB thì các bạn để chiến thuật đơn như sau: công 1, thủ 3, giữ vị trí và đánh chặn bị động. Koulibaly đã cùng đội tuyển Senegal giành Á quân của Cúp Châu Phi khi mà anh là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự. Và trong trận đấu cuối cùng với đội bóng của tiền đạo Riyad Mahrez thì Senegal đã thất bại. Tuy nhiên trong suốt hành trình của Cúp Châu Phi thì Koulibaly chính là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của đội tuyển quốc gia Senegal. Koulibaly hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Napoli của Serie A, là một mẫu trung vệ có thể hình to cao và rắn chắc, giàu sức mạnh nhưng cũng rất nhanh. Trong in-game thì Koulibaly có chiều cao và thân hình vạm vỡ. Nhìn anh có dáng hơi giống Patrick Vieira. Những cầu thủ gốc Phi thường rất mạnh về sức mạnh, thể lực, tốc độ. Và Koulibaly là một mẫu trung vệ hiếm của bóng đá thế giới, khi mà anh vừa có một thể hình lý tưởng, lại có một tốc độ chạy tương đối ấn tượng. Điều đó cũng lý giải vì sao ở Napoli thì Koulibaly thật sự là một tượng đài. Anh chính là một trong những huyền thoại của câu lạc bộ Napoli ở hiện tại, nơi mà cậu bé vàng Diego Maradona đã từng chinh chiến và đưa tên tuổi của Napoli lên một tầm cao mới ở châu Âu. Koulibaly là một mẫu trung vệ có khả năng xoạc bóng rất mạnh, có độ chính xác cao, và những kỹ năng phòng ngự của anh hầu như là hoàn hảo. Đối với những tiền đạo có sức mạnh và thể hình thì khi gặp Koulibaly đều tắt điện,
Ngoài chơi CB thuần túy thì Coribri mùa 20 Totti có thể xếp ở vị trí SW. Anh có thể đánh chặn hoặc là một mẫu trung vệ thòng dập. Coribri không những mạnh về kỹ năng sử dụng chân để phòng ngự mà khả năng bật cao cộng với chỉ số đánh đầu mạnh giúp cho trung vệ này trở thành một chốt chặn cực kỳ lý tưởng ở hàng phòng ngự của bất kỳ đội bóng nào. Hiện tại thì MU đang là đội khao khát có được sự phục vụ của Coribri nhất. Khi mà các cổ động viên và ban lãnh đạo MU tin rằng Coribri sẽ hợp với Harry Maguire trở thành một cặp trung vệ thép. Trên sân thì Coribri là một mẫu cầu thủ chơi bóng xông xáo nhưng luôn giữ vị trí. Anh phù hợp với việc đánh chặn hoặc thi đấu giáp lá cà với tiền đạo đối phương hơn. Nhờ sở hữu sức mạnh cũng như khả năng thoạt cắt bóng tinh tế, khả năng lấy bóng rất nhanh với sải chân dài của mình. Trong những tình huống có cơ hội 0-9 thì Coribri bật nhảy rất cao và anh chọn vị trí rất tốt. Ngoài những chỉ số về phòng ngự tốt thì Cory có khả năng chuyền ngắn, chuyền dài rất hay. Là một mẫu trung vệ có thể hỗ trợ được cho các tiền vệ tuyến trên như các tiền đạo tham gia vào trong những tình huống tấn công. Giàu sức mạnh và tốc độ. Bạn thấy khả năng tì đè của Coribri là rất tốt. Thậm chí anh có thể chạy bao sân và tung một đường chuyền. Tất nhiên là khả năng chuyền bóng và tạt cánh của Coribri không thể mạnh bằng những hậu vệ cánh đích thực. Khi có Coribri mùa 20 Totti bổ sung trong đội hình thì các huấn luyện viên thật sự sẽ có một phương án cực kỳ yên tâm. Những năm tháng đỉnh cao của mình thì Coribri đã đóng góp rất nhiều cho Napoli cũng như đội tuyển quốc gia Senegal. Anh đã giúp Napoli giành được thứ hạng cao ở Serie A, nơi mà những ông lớn như Juventus, AC Milan hay Inter Milan thống trị. Và Napoli trong những năm tháng Coribri phục vụ thì luôn là một đối trọng rất đáng gờm với bất kỳ một câu lạc bộ lớn nào của châu Âu và luôn có suất tham dự Champions League. Có thể nói Coribri giống như John Terry của Chelsea ở Napoli. Anh là thủ lĩnh cả về tinh thần lẫn việc phòng ngự. Có Coribri trên sân thì các đồng đội của anh sẽ chơi bóng rất yên tâm bởi sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự với thủ lĩnh là Coribri. Lối chơi của Coribri là tương đối đơn giản. Sau những tình huống cắt bóng bằng Coribri thì các bạn nên chuyền luôn. Bởi vì những cầu thủ tua cao thì thường
không được khéo léo về khả năng xử lý bóng. Koulibaly thì có khả năng đỡ bóng bước một và đi bóng cũng tính chân. Đây là một mẫu trung vệ khá toàn năng. Và nếu như thích, các bạn hoàn toàn có thể để Koulibaly lên đá tiền vệ phòng ngự CDM. Với anh có tất cả những yếu tố như thể hình, sức mạnh, khả năng bật nhảy cao, đánh đầu, nhưng kỹ năng phòng ngự xuất sắc. Cộng với đó là khả năng chuyền ngắn, chuyền dài tốt. Có lẽ việc thi đấu cho Napoli cũng ít nhiều ảnh hưởng tới hình ảnh của Napoli, của Koulibaly. Với câu lạc bộ này thật sự không phải nằm trong top đầu những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, đối với các chuyên gia và những người đã từng chứng kiến Koulibaly thi đấu hàng ngày thì đều công nhận anh là một trong năm trung vệ đẳng cấp nhất thế giới hiện tại. Chiều cao 1m87, cân nặng 89 g. Trong những tình huống dàn xếp có cơ hội ghi bàn từ vòng cấm thì Koriri thường dâng cao hỗ trợ. Tuy nhiên, khi mà để mất bóng thì anh cũng chạy về rất nhanh để tham gia vào những tình huống phòng ngự. Khi có cơ hội thì Koriri cũng là một mẫu trung vệ có khả năng dứt điểm như một tiền đạo. Cú dứt điểm của anh bóng đi với lực rất căng. Một mùa giải rất xứng đáng để các bạn sử dụng trong đội hình. Và chấm cho Koulibaly ở vị trí trung vệ có thể chấm mức điểm là 9,5 trên 10. Một trong những mẫu CB cực kỳ ấn tượng và có thể gánh tem hàng phòng ngự.